Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 3 tháng 9 năm 2022 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra không quá khó khăn. Con giáp này hãy cứ an tâm phát huy tốt năng lực của bản thân, nhưng quan trọng nhất vẫn là tin tưởng vào điều mình làm. Việc lắng nghe góp ý của người khác là tốt, nhưng cũng đừng phụ thuộc quá mức vào việc đó. Tình cảm, vận trình tình cảm gặp chút trở ngại. Mọi sự cãi vã xung khắc giữa các cặp đôi đều xuất phát từ tính cách khó hiểu và có phần ích kỷ của con giáp này. Nếu người tuổi Tý có thể kiểm soát tốt điều này thì không khí gia đình sẽ hòa hợp hơn. Tài chính, vận trình tài lộc sáng rõ, nguồn thu nhập trong ngày đem đến cho con giáp này cuộc sống tương đối thoải mái dù không quá dư dả. Cẩn trọng, điềm báo dễ có xô xát, thị phi dính líu pháp luật. Tuổi Giáp Tý, mọi thứ trở nên rối ren, xó sắp xếp. Tuổi Bính Tý, tình cảm rạn nứt do hiểu lầm chồng chất. Tuổi Mậu Tý, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Tuổi Canh Tý, dần đánh mất kiên nhẫn của mình. Tuổi Nhâm Tý, tình cảm đôi lứa ngày càng nguội lạnh. Con số may mắn số 4, số 8, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi Sửu công việc. Vận trình công việc của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng hanh thông. Đối với những người theo đuổi con đường công danh thì mọi thứ gần như đều đi đúng theo quỹ đạo mong muốn. Nhưng bản mệnh đừng vì thế mà xa rời thực tế, vì điều gì cũng có thể rẽ hướng đột ngột. Tình cảm, vận trình tình cảm gặp chút muộn phiền, dự báo chuyện tình yêu của các cặp đôi dễ bị chi phối bởi các cảm xúc không tốt của bạn. Con giáp này cần kiểm soát tốt tâm tình bản thân, chớ nên nói lời thiếu suy nghĩ khiến đối phương buồn phiền. Tài chính, vận trình tài lộc dồi dào, nguồn thu nhập được cải thiện đáng kể nhờ có quý nhân giúp sức và mở đường tươi sáng. Cẩn trọng, tính cách ngang ngược và ương bướng gây ra nhiều rắc rối. Tuổi Ất Sửu, cảm thấy khó chịu vì một người nào đó. Tuổi Đinh Sửu, chưa thật sự mở lòng cho những mối quan hệ xung quanh. Tuổi Kỷ Sửu, không thể lơ là và chủ quan với sức khỏe của mình. Tuổi Tân Sửu, vận trình tình cảm có thể gặp trục trặc. Tuổi Quý Sửu, gia đạo bất an, đôi lửa gặp khúc mắc. Con số may mắn số 10, số 29, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi Dần công việc. Vận trình công việc của người tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông thuận lợi. Con đường rộng mở phía trước mở ra cho con giáp này khá nhiều cơ hội để khẳng định vị thế của mình. Người tuổi Dần nên đẩy mạnh việc mở rộng quan hệ xã giao để có thêm điều kiện phát triển thuận lợi. Tình cảm, vận trình tình cảm hài hòa vui vẻ, con giáp này dễ dàng nhận được sự chia sẻ đồng cảm từ những người thân yêu trong gia đình. Có thể nói đó là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất để bản mệnh an tâm trình triển tiếp. Tài chính, vận trình tài lộc được duy trì ở mức ổn định, cả nguồn thu chính lẫn phụ nhìn chung đều không có nhiều biến động. Cẩn trọng, đề phòng có kẻ tiểu nhân quấy phá và gây họa. Tuổi Giáp Dần, nói năng bất cẩn mà gây họa cho mình. Tuổi Bính Dần, thu về thành quả tốt đẹp và đáng tự hào. Tuổi Mậu Dần, tăng cường giao lưu để mở rộng mối quan hệ. Tuổi Canh Dần, có thể tiến hành ký kết hợp đồng. Tuổi Nhâm Dần, đề phòng họa tiểu nhân đeo bám và gây khó dễ. Con số may mắn số 12, số 3, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi Mão công việc. Vận trình công việc của người tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng bình ổn. Người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng có được những bước tiến đáng kể trên con đường phía trước của mình. Chỉ cần bản mệnh giữ được sự quyết tâm, trung thực và kiên trì thì thành công sẽ sớm mỉm cười.
Tình cảm, vận trình tình cảm cảm thấy hạnh phúc, người tuổi Mão cảm thấy rõ tình yêu thương trọn vẹn và vui vẻ bên cạnh người thân yêu. Người độc thân cũng mau chóng tìm được một nửa yêu thương sau những thất bại đáng buồn. Tài chính, vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ, vận may tài lộc phất cao giúp bản mệnh có thể an tâm gạt bỏ nỗi lo cơm áo gạo tiền. Cẩn trọng, cơ thể yếu kém do áp lực công việc nặng nề. Tuổi Ất Mão, vượng vận quý nhân, quan hệ xã giao hài hòa. Tuổi Đinh Mão, không nên chủ quan trước các vấn đề sức khỏe. Tuổi Kỷ Mão, khó khăn trước đó được tháo gỡ ổn thỏa. Tuổi Tân Mão, các cặp đôi ngày càng hòa hợp. Tuổi Quý Mão, tránh để lợi ích che mờ mắt làm ra những chuyện trái ngang. Con số may mắn số 15, số 9, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi. 5. Tử vi hàng ngày của tuổi Thìn, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra tương đối gian nan. Tử vi ngày hôm nay khuyên con giáp này cần phải chuẩn bị tinh thần thật vững vàng để đối diện với những khó khăn sắp tới. Điềm báo sẽ có thị phi xích mích trong mối quan hệ với đồng nghiệp, nên bản mệnh phải hết sức thận trọng. Tình cảm, vận trình tình cảm bắt đầu khởi sắc, đào hoa rực rỡ mang tới cho người tuổi này khá nhiều cơ hội để thoát khỏi cảnh sống cô đơn hiện tại. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi có quyết định tiến xa hơn. Tài chính, vận trình tài lộc đầy biến động, hãy sớm xây dựng kế hoạch chi tiêu để hạn chế các thất thoát ngoài ý muốn. Cẩn trọng, sức khỏe đáng báo động, nhất là các bệnh cũ tái phát. Tuổi Giáp Thìn, sức khỏe đang có dấu hiệu đi xuống đáng kể. Tuổi Bính Thìn, gây được ấn tượng với người khác. Tuổi Mậu Thìn, xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Tuổi Canh Thìn, có cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập. Tuổi Nhâm Thìn, chưa để tâm và coi trọng sức khỏe của mình. Con số may mắn số 14, số 2, màu sắc may mắn màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Thân. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi Tỵ, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy. Bản mệnh nhanh chóng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và có thể an tâm gạt bỏ nỗi lo trước nay. Cấp trên sẽ dành cho con giáp này lời khen ngợi và đồng nghĩa với việc cơ hội tiến thân rộng mở trước mắt. Tình cảm, vận trình tình cảm khó mà ấm êm, sự nóng nảy cùng cách hành sự thiếu khôn khéo tế nhị của người tuổi này dễ tạo ra nhiều tổn thương cho người ấy. Bên cạnh đó, con giáp này còn có sự cả nể nên không dám từ chối tình cảm của người khác mà trút không ít rắc rối vào người. Tình cảm, tài chính, vận trình tài lộc sa sút nhắc nhở con giáp này tránh cho người khác vay tiền hay thế chấp tài sản vì dễ bị lừa gạt. Cẩn trọng, tránh nhẹ dạ cả tin mà vô cớ mất tiền. Tuổi Ất Tỵ có nhiều khúc mắc vướng víu trong quan hệ tình cảm. Tuổi Đinh Tỵ biết cách dẫn dắt người khác. Tuổi Kỷ Tỵ giành ưu thế trong các cuộc cạnh tranh. Tuổi Tân Tỵ con đường tài lộc khá hanh thông. Tuổi Quý Tỵ nên dành nhiều thời gian để chăm sóc sức khỏe. Con số may mắn số 31, số 8, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thân. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi Ngọ, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra có chút rắc rối. Thử thách ngày càng lớn thì thành công sẽ càng vang dội, nhưng để vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt thì thật không dễ dàng gì. Nếu rơi vào bế tắc thì đừng quên tìm tới sự giúp đỡ của những người xung quanh. Tình cảm, vận trình tình cảm vui vẻ, ngọt ngào, đào hoa vượng giúp cho con giáp này thu hút khá nhiều sự chú ý và lời tỏ tình yêu thương của những người khác giới. Riêng những người đã lập gia đình cần chú ý hơn tới các mối quan hệ xung quanh. Tài chính, vận trình tài lộc vượng phát, công việc làm ăn gặp nhiều may mắn, lộc lá đầy nhà, một phần là nhờ có vận may. Cẩn trọng, đề phòng hiểu lầm, tranh cãi gay gắt với gia đình. Tuổi Giáp Ngọ, mọi việc suôn sẻ nhờ sự chủ động và lạc quan. Tuổi Bính Ngọ, đề phòng họa tiểu nhân rình rập và gây khó dễ. Tuổi Mậu Ngọ, tuyệt đối không được chủ quan với tình hình sức khỏe.
Tuổi Canh Ngọ, nảy sinh ý tưởng kinh doanh mới. Tuổi Nhâm Ngọ, chuyện tình cảm gia đình tốt đẹp. Con số may mắn số 35, số 9, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi Mùi, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối mà con giáp này có thể nhanh chóng chinh phục được các mục tiêu của mình. Quyết định sản xuất khôn ngoan và kịp thời đem tới cho bản mệnh những bước tiến rõ rệt trên con đường công danh sự nghiệp. Tình cảm, vận trình tình cảm trở nên tươi sáng, cuộc sống hôn nhân đủ đầy yêu thương, sự ngọt ngào, lãng mạn trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều cặp đôi khác. Những người đang trong giai đoạn tìm hiểu cũng có thể tính tới chuyện trăm năm. Tài chính, vận trình tài lộc bình ổn, nguồn thu nhập ổn định giúp bản mệnh có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân. Cẩn trọng, tử vi ngày hôm nay báo hiệu sức khỏe có dấu hiệu đi xuống. Tuổi Ất Mùi, không thích nghe lời góp ý của người khác. Tuổi Đinh Mùi, cố gắng nắm bắt thời cơ xuất hiện trước mắt. Tuổi Kỷ Mùi, cần mạnh dạn thực hiện các thách thức mới. Tuổi Tân Mùi, cần cẩn trọng với các vấn đề về tiền bạc. Tuổi Quý Mùi, nên dọn dẹp các cảm xúc trong quá khứ. Con số may mắn số 23, số 8, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Mão. 9. Tử vi hàng ngày của tuổi Thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra có chút phức tạp. Tử vi ngày hôm nay dự báo con giáp này có nhiều tham vọng nhưng do cách thể hiện còn thiếu khéo léo nên không tạo được thiện cảm ở những người xung quanh. Tình cảm, vận trình tình cảm ngọt ngào say mê, con giáp này cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi tìm được người để sẻ chia, cảm thông mọi buồn vui trong cuộc sống. Nhắc nhở bản mệnh hãy trân trọng người ấy vì nhân duyên không phải lúc nào cũng dễ tìm. Tài chính, vận trình tài lộc đi xuống, con giáp này có thể kiếm được tiền nhưng lại không giỏi trong việc kiểm soát nó. Cẩn trọng, hành động nóng vội, thiếu suy nghĩ khó tránh khỏi sai lầm. Tuổi Giáp Thân, tình cảm có nhiều chuyển biến tích cực. Tuổi Bính Thân, thời tiết ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần. Tuổi Mậu Thân, giữ tập trung để hạn chế rắc rối trong công việc. Tuổi Canh Thân, công danh sự nghiệp tiến triển rất tốt. Tuổi Nhâm Thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Con số may mắn số 2, số 9, màu sắc may mắn màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi Tý. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi Dậu, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Con giáp này có thể thực hiện suôn sẻ việc mở rộng các mối quan hệ xã giao trong ngày tam hợp này. Ngoài ra, bản mệnh còn may mắn nhận được nhiều cơ hội để khẳng định năng lực của mình. Tình cảm, vận trình tình cảm vô cùng viên mãn, bản tính phóng khoáng và ôn hòa giúp người độc thân dễ dàng tạo thiện cảm trong mắt những người khác giới. Đối phương đã có sự để ý và mong muốn được tiến xa hơn với con giáp này. Tài chính, vận trình tài lộc vượng phát, công việc tiến triển đều đều nên nguồn thu nhập được nâng cao đáng kể. Cẩn trọng, đề phòng có tai nạn rủi ro tiềm ẩn trong ngày. Tuổi Ất Dậu, có quý nhân phù trợ, nhiều cơ hội kiếm tiền. Tuổi Đinh Dậu, tuyệt đối không nên chủ quan với các vấn đề sức khỏe. Tuổi Kỷ Dậu, kinh doanh buôn bán càng thêm phát đạt. Tuổi Tân Dậu, được thần tài mang tới cơ hội tài lộc tới. Tuổi Quý Dậu, con đường tình duyên khởi sắc mạnh mẽ. Con số may mắn số 7, số 22, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi Tuất, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy dễ dàng. Nhờ có quý nhân nâng đỡ mà con giáp này có thể nhanh chóng khắc phục được các khó khăn tạm thời. Tuy nhiên, nếu đang có ý định làm việc lớn thì hãy hoãn lại chờ thời cơ thích hợp để thực hiện. Tình cảm, vận trình tình cảm tiềm tàng rủi ro. Tử vi ngày hôm nay cho thấy phần lớn mọi hiểu lầm, mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng đều xuất phát từ lời nói khó nghe của những người trong cuộc. Tài chính, vận trình tài lộc được nâng cao, con giáp này hoàn toàn có thể chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ nhiều. Cẩn trọng, nên có sự chuẩn bị tốt trước những kế hoạch dự định lớn. Tuổi Giáp Tuất có thể bị tiểu nhân ám toán gây nhiều trò. Tuổi Bính Tuất
nên cố gắng tận dụng các cơ hội trước mắt. Tuổi Mậu Tuất có nguy cơ mất tiền hao của. Tuổi Canh Tuất, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đầu tư. Tuổi Nhâm Tuất không nên lúc nào cũng sống khép kín, đóng lòng. Con số may mắn số 19, số 4, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi Hợi, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ, dễ dàng. Con giáp này được đánh giá cao nhờ sự kết hợp ăn ý trong quá trình làm việc nhóm. Thế nhưng, thói quen ôm đồm công việc khiến bạn không thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tình cảm, vận trình tình cảm đầy ắp viên mãn, người tuổi Hợi độc thân được người thân mày mối cho những mối nhân duyên tốt lành, nhưng mối quan hệ có thể tiến xa hay không còn phụ thuộc vào sự nỗ lực vun vén tình cảm của cả hai. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến, nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng cao do có vận may tài lộc soi chiếu. Cẩn trọng, cơ thể không khỏe, đặc biệt là chức năng của dạ dày và tỵ. Tuổi Ất Hợi nhận được sự hậu thuẫn của quý nhân. Tuổi Đinh Hợi rủi ro trong vấn đề về sức khỏe không phải là không có. Tuổi Kỷ Hợi tập trung hoàn toàn vào công việc. Tuổi Tân Hợi cố giữ bình tĩnh để giải quyết các vấn đề rắc rối. Tuổi Quý Hợi không có nhiều cơ hội yêu đương. Con số may mắn số 29, số 8, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mão.